Chào cô dâu. Dạ, cô dâu được 2 tháng rồi. Hả? Có em bé 2 tháng rồi hả? Không, ý là cô dâu đã làm cô dâu đã được 2 tháng rồi. Trời ơi, em nói 2 tháng anh tưởng em có bì, anh mừng giùm em. Thiệt tình. Em tưởng chị có bầu không? Thiệt, nghe cô dâu được 2 tháng rồi, nghe mừng chết. Rồi sao rồi, khi nào định có 2 tháng đó? Đầu năm mà anh, mình nói về những cái dự định mới hay là có những niềm cái vui. Cái dự định mới đó. Gì nữa? Tất nhiên là cũng mới, nhưng mà mình, thôi thì cái đó mình bí mật đi. Bí mật khi nào nha. Mà mình có rồi, thì mình okay, sẽ thông báo. Okay. Mình nói trước nó không có hên. Ok luôn. À, thưa quý vị, chúng ta đã biết là đám cưới của Đông Nhi, mọi người vẫn ưu ái gọi là đám cưới thế kỷ. Là bởi vì chúng tôi mời Đông Nhi mở ra một cái chương mới gọi là sống yêu ha. Sống yêu là những cái đợt sống dành cho những cái người yêu nhau. Khi người ta yêu, mình nhìn thấy cách người ta yêu, tạo cái năng lượng cho mình cũng muốn yêu. Thì cái điều đó Đông Nhi và ông Cả Thấn đã làm được trong năm qua. Nhìn cái đám cưới của họ, ai cũng muốn được hạnh phúc hết, đúng không? Nhân có muốn không? Em dự đám cưới em à. Có không? Khóc muốn chết luôn. Đừng nói tới chuyện khóc, tụi mình rớt nước mắt nữa. Từ đây em không còn khóc, không có nước mắt đêm về một mình đơn côi. Vì giờ bên em đã có anh sẽ chia những buồn vui. Khóc, trời ơi, em khóc nhiều lắm á chị Nhi. Lúc anh Thắng lên, anh Thắng nói là rươm rướm, mà lúc mà chị bước từ trong cái thảm á, chị bước lên á là em khóc dữ nữa. Qua sóng gió cuộc đời, mãi mãi ta là của nhau. Ông, thực sự là đám cưới của chị Nhi là cái đám cưới mà truyền cảm hứng cho tất cả mọi người nhiều nhất luôn á. Những người mà không muốn yêu hay là có những cái vấn đề bức xúc gì trong cuộc sống, nhưng mà khi nhìn hai anh chị sống rồi tự nhiên cũng suy nghĩ về một cái tương lai sẽ đẹp giống như vậy. Tương lai cái biển tưởng xa xôi. Nhi biết không, bữa đó ông Thắng đó, dạ, tôi làm MC, tôi đứng ở trọng, trời ơi trời, cái đoạn mà tôi giới thiệu để ông bước ra đó, ông vậy nè. Trời đất ơi, ông nhịn tôi lợi mà ông khóc vậy đó. Tôi chết tôi rồi. Gặp cái ông nội mít nước nữa, mà một cái ông kia mít nước trước mình, không chịu nổi em. Nhưng mà trước đó anh chia sẻ cái gì mà anh Thắng anh khóc? Anh không có nói cái gì hết em. Dạ. Anh chỉ nói vài câu về tình yêu này nọ, rồi cái nhạc lên tự nhiên, trước khi bước ra cái quỵ ngã em. Chết. Sợ quá hả? Sợ. Cha nói là bữa đó sau rồi đêm đó hai chồng đếm tiền có mỏi tay không? Không, tụi em chỉ... cái công đoạn đó là sau đó vài ngày cơ, tại vì tụi em muốn rằng là mình sẽ có thể tận hưởng được hết những cái khoảnh khắc đó trước. May mắn ở một điều á là mình được mọi người gọi là yêu thương, dành thời gian ra để mà đến chung vui cùng với mình. Thì em muốn rằng á là cái thời gian đó là mình phải dành hết cho tất cả các khách quý của mình. Mà anh thấy em làm hay nhá, đó là bữa đó là nhốt hết mọi người lại với nhau, nên không cho chẳng, đi về, chẳng có cho đi về trơn, là nên là bữa đó là vui thiệt sự. Thế anh hỏi thế này, sống nhau 10 năm rồi đúng không? Cũng coi như vợ chồng rồi đi. Rồi bây giờ đây chỉ là cái mà mình cho nhau một cái bước ngoặt, một cái cột mốc thôi. Nó có khác lắm không với trước và sau khi hôn nhân? Trước hôn nhân thì mình yêu nồng nhiệt, mình yêu hết mình. Sau hôn nhân thì cái cảm giác đó nó vẫn không hề bớt đi một chút xíu nào. Cái sự khác biệt đầu tiên mà em thấy là cái sự gắn kết, gắn bó hơn rất là nhiều. Và bởi vì là khi mà mình đã chính thức trở thành vợ chồng của nhau rồi thì mình hiểu được rằng là cái trách nhiệm của mình nó rất là to lớn, để mà mình phải làm sao đó lèo lái cái con thuyền hạnh phúc của cái gia đình nhỏ của mình, làm sao đó nó có một cái kết cục thật là đẹp. Nên là cảm giác yêu nhau nhiều hơn, thương nhau nhiều hơn nữa. Cái này anh nói rất là thật nha. Dạ. Là tại vì dân gian ông bà mình nói là thường cái cặp nào mà lấy nhau mà yêu nhau lâu quá đó, mình nói là hay dễ chán nhau, là tại vì mình hiểu nhau hết rồi. Như vậy thì Nhi có đồng ý với quan điểm đó hay không? Em nghĩ rằng là do cái cách mình yêu với cách mình hiểu nhau nó đã đúng hay chưa thôi. Và nếu như mà ở trong cái hành trình yêu của mình nó có gặp bất kỳ một cái lợn cợn gì đó thì mình phải ngồi xuống cùng với nhau, không phải là cãi vã, mà mình phải đã thông tư tưởng cho nhau, mình phải tìm hiểu. Và từ cái cách mà mình gỡ nó ra một cách nhẹ nhàng như vậy thì làm cho mình càng ngày hiểu nhau hơn. Và tụi em đã trải qua 10 năm như vậy, và đến bây giờ thì tụi em vẫn tin được rằng là cái cách đó là một cái cách rất là văn minh để mà mình sẽ có thể hiểu được đối phương của mình. Tôi đã từng nghe cái câu này nó khá đúng của một cái người tiền bối, mà cái người này nói cái tôi thấy sao ngắn gọn mà sao nó đúng nhờ. Danh ca Tuấn Ngọc, tôi gọi bằng anh, mặc dù là tuổi là một cha chú nhưng mà mình gọi bằng anh tại vì mình feel cái tinh thần anh rất là trẻ. Anh nói là thế hạnh phúc là gì nhỉ? Hạnh phúc có được khi
chúng ta không quá khác biệt. Có nghĩa là cái năng lượng và cái tư duy mình phải giống nhau mới ở với nhau được. Dạ đúng. Mình làm cho nhau vui hơn mỗi ngày, chứ đừng có làm cho nhau nhìn thấy nhau mình cảm thấy chán nản, phiền phức. Và anh hy vọng là Nhi sẽ luôn luôn giữ được cái tinh thần này với Thắng, luôn luôn cười tươi như thế này. Mà mọi người thấy là Nhi dạo này đẹp ra nhiều không nhỉ? Mặn mà thiệt á, càng ngày anh càng thấy em đẹp ra, không biết tại sao luôn thực sự. Tại hạnh phúc á anh. Cho nên là mọi người hãy cứ hạnh phúc, hãy cứ nuôi cái hạnh phúc đó thì chắc chắn là nó sẽ làm cho cái nguồn năng lượng của mình nó tích cực và nó lan tỏa đến mọi người xung quanh. Anh tin cái điều này em ạ. Nhân nó đang đẹp ra dần, em thấy không, nó vẫn cô đơn mà nó vẫn đẹp luôn. Nhưng mà tại vì Nhân cô đơn đi, trong hạnh phúc nó sò cô đơn theo cái kiểu này. Lấy hơn Nhưng mà bây giờ nãy giờ mình nói, nãy giờ có một cái người người ta trầm lặng lắm em. Bàn cái chủ đề hạnh phúc người ta không vui lắm. Tại người ta gọi là ế lâu năm hơi cô đơn. Em hiểu không? Nãy giờ mặt màu đỏ mặc như cái bao lì xì mà mặt căng thiệt căng, không vui vẻ gì ai trơn thiệt. Thì mới hỏi là dạ thưa anh Đức Phúc, à thế chừng nào anh mới định yêu đây? Thế là nãy sao nghe mặt cầm đôi mà giọng vang thế nhở? Sorry, chắc lời đầu tiên cho em xin gửi lời chào đến tất cả quý vị khán giả, anh chị và tất cả anh Trần Thành. Thực sự là nãy thường là anh Thành quay hết sang chị Nhi nên là anh Thành không nhìn thấy em ngồi cười thôi. Chị em vẫn cười và em thực sự là rất là vui. Không, em gượng cười em ạ. Không, khi mà nhắc về đám cưới của chị Nhi là em cười một cách rất là hạnh phúc. Đó là một điều mà em phải dám chắc. Sau đó em lại lắng lòng lại một chút. Thì ít nhất là em cũng đã cười trong đám cưới của chị Nhi. Đừng khóc. Không có nói thiệt, chừng nào em mới định yêu đây. Không bao giờ thấy em công bố người yêu luôn á. Dạ, cảm ơn anh Thành. Nghĩa là thực ra cái này em chia sẻ chuyện bên trong một chút xíu thôi. Kiểu em cứ hay nhận nhiều show đám cưới ấy. Xong rồi Eric cứ bảo em là này cứ hát như thế thảo nào mất duyên, không có ai yêu là phải. Có không ta? Có không? Em cũng không biết là có đúng hay không. Thì anh nghĩ là cái đó em không phải lo đâu. Em thì thực ra là nó nói nhưng em cũng có lo đâu. Em cũng vẫn bình thường. Cái chuyện mà gọi là về tình yêu em không yêu lo như mọi người lo cho em. Thế thì em cảm ơn mọi người rất nhiều. Không, em không được cảm ơn. Em phải nên coi lại. Em nên coi bây lại. Bây giờ quan trọng là anh hỏi nè, em không thích yêu hay là em ngại yêu? Hai cái đó nó khác nhau nha. Thì em mới nghĩ rằng là về riêng về chuyện yêu đương thì không phải là mình muốn là được. Đầu tiên là mình phải tìm được một cái người mà mình cảm thấy là mình thích và họ cũng thích mình. Em nghĩ đấy đối với cá nhân em là như thế. Không, anh đồng ý với em cái điều đó. Đó là điều ai cũng biết em à. Ừ. Nhưng mà quan trọng là thế này nè, anh nghĩ là đâu đó chắc chắn là sẽ có nếu mình thực sự là muốn tìm. Còn quan trọng là em đã sẵn sàng để muốn tìm ra cái người đó hay chưa. Em không chịu cho cơ hội thì không ai đến với em được hết. Đúng không? Đã. Xung quanh Đức Phúc toàn chỉ có một người thôi à. Ai? Eric. Thảo nào. Nè, anh nói em nghe nha, tại sao người ta ế là tại vì nó chơi với những đứa ế còn lại. Thì mình không nên chơi với những cái đứa nào mà nó làm cho mình ế hơn. Thì em phải cân nhắc lại cái chuyện này. Hờ hen hồi xưa cũng khó yêu lắm đó. Bây giờ cởi lần ra rồi mới bắt đầu có người yêu mới đó. Nên thế thì sau buổi talk show ngày hôm nay về em cũng sẽ cởi lòng của mình ra. Cởi lòng ra nha. Em sẽ cởi lòng. Anh sẽ kêu chị Lê Giang ghé thăm em thường xuyên. Tuột hết ra được không? Nha. Nhớ nha. Dạ, em cảm ơn anh. Bài Big Hit của Trúc Nhân, cái bài này là không những nằm trong top trending của Việt Nam mà nằm ở top trending của Thái Lan luôn thưa quý vị. Và phải nói rằng là rất là tự hào về cái người em này. Làm cái gì nó cũng chỉnh chu và đâu ra đó. Năm nay mà là một năm khá thành công với em. Dạ. Quảng cáo cũng gặp em, rồi các bài hit trên top trending cũng gặp em, rồi phim tôi cũng gặp em, báo chí cũng nói em khá nhiều. Dạ. Đối với Trúc Nhân thì cái năm vừa qua là một năm như thế nào? Chưa bao giờ xảy ra trong cuộc đời của em. Có nghĩa là chưa bao giờ được tận hưởng cái cảm giác rằng là mình phủ sóng nhiều đến mức độ như vậy. Cái điều đó nó đến từ sự may mắn hay cái điều đó nó đến từ cái nỗ lực của chính bản thân em và em nghĩ là em xứng đáng được nhận nó? Dạ, em nghĩ là hai cái vế đầu nó đúng. Chứ còn mà nếu mà mình không cố gắng thì mọi người sẽ không có cái để mọi người công nhận. Rồi còn cái chuyện mà xứng đáng hay không thì em nghĩ là để mọi người nhận xét thì nó sẽ đúng hơn. Chứ nếu như bản thân mình suốt ngày mình cứ ó mình xứng đáng mình được như vậy mà, đây là chuyện đương nhiên rồi, thì mình sẽ không có động lực để mà mình cố gắng tiếp. Đúng rồi. Bây giờ mình thấy nó thành công thì mình mới thấy là là do mình làm đúng. Nhưng mà trước khi mình làm thì cái động lực nào để khiến cho em nghĩ là mình phải chọn những cái lạ như thế này? Nói nó cũng hơi mắc cười một chút, nhưng mà thôi, em nghĩ là 10 năm qua cũng đã đến lúc mà mình không cần phải giấu gì nữa rồi. Tại vì em thấy nếu mà mình đi theo những cái kia thì mình không bằng ai hết trơn.
dòng thị trường mà nhảy nhót hoặc là đẹp trai soái ca này kia thì em không có đủ. Không, đẹp thì là đủ đẹp, chỉ có là không đủ dài thôi. Và còn hát tình ca này kia thì em thấy nó không hợp với em lắm. Và em cũng thấy hơi uổng. Tại vì nếu hát tình ca thì em sẽ không có sử dụng được mấy cái mà ha 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 này kia vào được. Mấy cái ô la la. Ô la la. Ok. Thật sự ra là cá tính của Nhân, nếu quý vị biết, Nhân ở ngoài là một người khá lém lĩnh và thông minh. Thì họ muốn khai thác được hết tất cả những cái gì mình có thể làm, đặc biệt là một cái giọng tốt mà trời phú cho Nhân. Và rõ ràng như quý vị thấy là Trúc Nhân đã làm rất tốt trong cái thập kỷ vừa qua, với những bài hát nó hơi mang tính nhạc kịch một tí, Broadway một tí. Rồi chúng ta hãy cùng xem là Nhân hứa hẹn sẽ thay đổi như thế nào. Tất cả những cái người mà mang năng lượng tích cực và chủ động như thế này thì chúng ta không bao giờ thất vọng cả. Hãy chờ Trúc Nhân một năm mới như thế nào quý vị nhé. Yeah. Cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều. Em cảm ơn anh. Cảm ơn em đã đến với chương trình. Chúc anh thành công nhiều hơn nữa. Một tràng pháo tay nồng nhiệt cho Trúc Nhân, thưa quý vị. Nam sẽ cùng về vị trí của mình để có thể cùng trò chuyện với quý vị khán giả. Xin mời. Một lát bình tĩnh, mày ngồi đó, đến lát tao gửi anh Don Nguyễn qua cho mày. Mày biết không, tao dừng cái tập 2 không á? Hả? 9 giờ tối. Rồi. Em đã trả lời rồi. Tao muốn chết luôn á. Mời luôn á. Thôi tao hoang mang luôn á. Xong rồi đó, nó muốn xỉu luôn. Thằng dừng nó ra là bác con đứng cao quá trời luôn nè. Ấy à. Nó buông ra té liền. Em vẫn khổ đi em hết. Lúc nãy phải đi xuống nữa mà em quên kịch bản luôn thì cái váy này. Ủa là xuống khóc luôn đấy hả? Rồi. Chào mọi người ạ. Thì em ở Phuket rồi.